chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cộng Review. Và trên tay mình đang là hộp của chiếc Samsung Galaxy M11. Và đây là một chiếc smartphone nữa thuộc phân khúc điện thoại giá rẻ đến từ Samsung, và nó thuộc dòng Galaxy M. Hiện tại thì chiếc Galaxy M11 này nó đã được mở bán chính hãng tại Việt Nam và với mức giá rơi vào tầm khoảng là 3,7 triệu đồng. Trong video ngày hôm nay thì mình và các bạn sẽ cùng nhau đi mở hộp và chia tay nhanh cái sản phẩm này để xem là chiếc Galaxy M11 này nó có những gì nhé. Và đây là hộp của chiếc Galaxy M11, và mà trước đây thì các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh của máy, và nó sẽ có một cái màn hình Infinity đục lỗ như này đó. Mà sau đây thì hoàn toàn không có gì cả, mình sẽ tiến hành khui hộp ra luôn nhé. Phía bên dưới đây chúng ta sẽ có một cái hộp nữa, và đây thì nó sẽ đựng cho chúng ta, đó chính là sách hướng dẫn sử dụng đó. Không có quay chọc sim nhỉ? Quay chọc sim thì nó sẽ nằm ở phía dưới phần phụ kiện. Thì đây là chiếc Galaxy M11 này, mình có trên tay đây là phiên bản màu xanh đó. Tiếp theo thì về phụ kiện thì nó sẽ có một cục sạc, và đây sẽ là một cái củ sạc nhanh với công suất là 15W. Tiếp theo thì là một sợi cáp, và đây sẽ là sợi cáp Type-C, và quay chọc sim thì nó sẽ nằm ở phía bên dưới đây. Đó, và đây toàn bộ phụ kiện của chiếc Samsung Galaxy M11 hàng chính hãng, và nó sẽ không có tai nghe. Quay trở lại với chiếc Galaxy M11 của chúng ta, thì ở trên trang chủ của Samsung mà mệnh danh chiếc máy này là mãnh thú siêu đa năng. Để xem là chiếc máy này nó có những gì mà Samsung đặt tên nó là mãnh thú nhá. Đầu tiên là về phần thiết kế đi. Về phần thiết kế thì nó vẫn giữ nguyên chúng ta cái form dáng chung của những chiếc điện thoại tầm trung của Samsung. Đầu tiên là cái phần thân vỏ và chất lượng hoàn thiện của nó thì là từ nhựa và được làm nguyên khối, bao trọn cả phần khung viền luôn. Ở phía mặt sau lưng đây thì chúng ta vẫn có cụm 3 camera được xếp dọc với các thông số bao gồm ống kính chính có độ phân giải là 13 megapixel này, ống kính thứ hai là ống kính góc siêu rộng có độ phân giải là 5 megapixel, và cảm biến thứ ba là cảm biến đo chiều sâu có độ phân giải là 2 megapixel, dùng để chụp ảnh chân dung xóa phông. Phía bên cạnh thì nó sẽ có một cụm đèn flash LED và một cụm cảm biến vân tay một chạm thì vẫn được đặt ở phía sau lưng đây. Phía các bên dưới này thì chúng ta sẽ có logo của Samsung. Nói chung là form thiết kế thì không có gì đặc biệt cả. Ở phía mặt trước đây thì nó sẽ có một cái màn hình Infinity O với kích thước đường chéo là 6,4 inch. Ở phần đục lỗ này thì nó sẽ chứa chúng ta một cụm camera selfie có độ phân giải là 8 megapixel. Và các bạn có thể thấy là cái phần viền màn hình của sản phẩm này, kể cả là phần viền hai bên này, phần viền trên, đặc biệt là phần viền dưới đây thì nó cực kỳ là dày. Độ phân giải màn hình của sản phẩm này thì nó cũng chỉ đặt ở mức là HD cộng mà thôi, và tấm nền là tấm nền TFT. Và phần màu sắc và góc nhìn ở trên sản phẩm này thì nó chỉ ở mức là trung bình. Dù gì thì đây cũng là một sản phẩm giá rẻ, vậy nên là chúng ta không thể nào mà đòi hỏi được cái màn hình của nó chất lượng được. Tiếp theo thì một vài chi tiết khác về phần thiết kế thì ở cạnh bên phải chúng ta sẽ có phím nguồn, cùng với đó là phím tăng giảm lượng. Cảm giác bấm của nó thì cũng khá là tốt, độ nảy độ đàn hồi cũng tốt. Tiếp theo dưới cạnh đáy thì nó sẽ có một cái cổng sạc với Type-C này, mic đàm thoại và loa ngoài. Ở phía cạnh bên trên thì nó sẽ có một dao cắm tai nghe 3,5mm, cùng với đó là một cái mic phụ để thu âm. Ở cạnh bên trái thì nó sẽ có một khay SIM. Chiếc máy này thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta là 2 SIM và một thẻ nhớ. Các bạn sẽ không phải hy sinh bất cứ khay nào để cắm thẻ nhớ cả. Và đó là tổng quan chung về phần thiết kế cũng như là màn hình của chiếc Samsung Galaxy M11. Tiếp theo thì về phần cấu hình của sản phẩm này thì sao? Về cấu hình thì chiếc Galaxy M11 này nó sẽ được trang bị một con chip giá rẻ đến từ Qualcomm, đó chính là con chip Snapdragon 450, đi kèm với dung RAM là 3GB, bộ nhớ trong là 32GB, có hỗ trợ cái cắm thẻ nhớ ngoài. Viên pin của máy thì sẽ có dung lượng lên tới là 5000mAh và hỗ trợ sạc nhanh củ sạc với công suất là 15W. Về phần mềm của sản phẩm này thì hiện tại nó đang được chạy ở trên giao diện, đó chính là One UI. Và đây thì mình sẽ vào cái phần thông tin điện thoại. Và cái phiên bản Android hiện tại của nó là Android 10 mới nhất luôn. Phiên bản One UI là 2.0. Đó. Ok, vừa rồi thì mình đã gửi đến các bạn cái bài mở hộp cũng như là chơi nhanh chiếc Samsung Galaxy M11. Với mức giá rơi vào tầm khoảng hơn 3 triệu đồng thì chúng ta sẽ có những gì? Thứ nhất đó chính là một cái màn hình với kích thước lớn là 6,4 inch, cũng khá là thoải mái để các bạn có thể giải trí trên cái màn hình này. Tiếp theo thì nó sẽ có hiệu năng mang cho mình cấu hình, đó chính là con chip đến từ Qualcomm là Snapdragon 450. Cá nhân mình thì mình thích cái điều này hơn, bởi vì những con chip Exynos giá rẻ đến Samsung ấy thì thường thường cái độ ổn định cũng như là nó giật lag hơn khá nhiều so với những con chip đến từ Qualcomm. Tuy nhiên thì với hiệu năng của con chip Snapdragon 450 này thì chúng ta cũng chỉ sử dụng được những tác vụ thường ngày như nghe gọi, lướt web, còn chơi game thì chỉ chơi được những tựa game nhẹ mà thôi. Và một điểm cộng nữa là chiếc máy này nó có một cái dung lượng pin cực kỳ lớn lên tới là 5000mAh và hỗ trợ sạc nhanh là 15W.
Ok, còn các bạn nghĩ sao về chiếc Samsung Galaxy M11? Và với mức giá khoảng 3,7 triệu đồng hàng chính hãng thì các bạn có chọn mua nó hay không? Xin mời hãy để lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn các bạn theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Emotion.